Thưa quý vị, vòng 8 giải hạng nhất quốc gia cũng đã chứng kiến hai trận đấu trong chiều ngày 1 tháng 4. Diễn biến cuộc đua vô địch đang trở nên hấp dẫn khi đội đầu bảng Huế bất ngờ xế trận. Trên sân tự do thành phố Huế, rút kinh nghiệm trận thua 0-3 lượt đi, xi măng Phi Cô Tây Ninh thiết lập thế trận phòng ngự kín kẽ, trực chờ cơ hội phản công. Lối đá đó giúp đội khách có bàn mở tỷ số 1-0 của Ngọc Hùng từ một pha phản công đè mắt vào phút 70. Trận này Huế chơi rời rạc và gần như không tạo được tình huống nguy hiểm đáng kể nào trước không gian đội khách. Mãi đến phút 90+7, Tuấn Hiệp mới có pha đánh đầu cận thành gỡ hòa một đều. Trên sân Cao Lãnh, chủ nhà Đồng Tháp tiếp tục chôn chân ở chót bảng với 4 điểm khi thua Nam Định 0-2. Nếu Việt Tên đánh bại Bình Phước trong trận đá muộn ở vòng 8 và chiều ngày 2 tháng 4, họ sẽ lên lại ngôi đầu bảng từ Huế.